Meghan Markle chật vật tìm chỗ đứng. Chuyên gia quan hệ công chúng nổi tiếng ở Mỹ nói, Meghan Markle không có dự án lớn nào dù ký hợp đồng với công ty quản lý hàng đầu tại Mỹ. Theo Mirror, Meghan Markle ký hợp đồng với WME, một trong những công ty quản lý tài năng lớn nhất Hollywood, vào tháng 4, nhưng đến nay chưa có dự án nào công bố hay ra mắt chính thức. Chuyên gia quan hệ công chúng Kieran Elsby cho biết Meghan Markle đang vật lộn tìm chỗ đứng. Sau 3 tháng, việc không có hợp đồng nào chứng tỏ giới giải trí Mỹ không mặn mà với nữ công tước xứ sắc sét. Điều đang nói, WME là công ty lớn, từng lăng xê thành công cho Adele, tay vợt nổi tiếng Serena Williams. Meghan tìm được công ty đại diện tốt và uy tín, điều đó rất có lợi cho cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi không biết cô ấy có dự án gì sau 3 tháng đôi bên hợp tác. Đây là thời gian khá lâu để công ty lớn như WME tìm dự án cho khách hàng. Điều đó chỉ ra rằng Meghan Markle đang chật vật tìm hào quang ở Hollywood, Elsby nói. Chuyên gia cho biết lý do lớn khiến công việc của Meghan Markle không thể phát triển là cô bị từ chối nhiều dự án tiềm năng hoặc nữ công tước không muốn công bố điều gì chưa chắc chắn. Cũng có thể cô ấy muốn dành thời gian sau vụ thất bại với Spotify, đều nhìn thấy ngay là Meghan Markle khó quay lại với diễn xuất. Cô ấy từng nói giải nghệ, quan tâm đến sản xuất, sáng tạo nội dung hơn. Chuyên gia nói nhiều khả năng Meghan Markle ra mắt thương hiệu phong cách sống, thành lập quỹ từ thiện. Đây là cách kiểm soát tình hình, tìm được nhà tài trợ giúp cô phát triển nhiều dự án cá nhân. Sau Hollywood nào cũng có tổ chức từ thiện hỗ trợ. Meghan Markle là người tham vọng, cô ấy sẽ khiến thế giới ngạc nhiên, Elsby nói thêm. Thông tin Meghan Markle chật vật tìm hào quang xuất hiện giữa lúc nhà sáng xếp gặp sự cố với công ty Spotify. Nhà sáng xếp gần đây dần mất uy tín tại Mỹ. Hợp đồng với Spotify của Harry và Meghan bị đứt chỉ sau một mùa podcast. Bill Simmons, giám đốc điều hành của Spotify, không ngại chỉ trích nhà sáng xếp là kẻ lười biếng. CEO của công ty nói, kẻ bất tài không đáng nhận được mức lương 20 triệu đô.